Xin chào mọi người đã đến với kênh channel của ATB Care. Bây giờ Linh sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt nhiều tài khoản Zalo, Facebook, Messenger trên hệ thống Android nhé. Đầu tiên mọi người sẽ vào thư mục CH Play. Mọi người chọn ứng dụng tên là Đa Song Song. Chờ mình xem. Mọi người cài đặt. Đây là ứng dụng hỗ trợ miễn phí cho mình cài lon nhiều tài khoản Facebook, Zalo, Instagram hay những cái app mà mình có sẵn trên cái điện thoại này. Sau đó mình ra ngoài cái màn hình sẽ thấy ở đây. Bây giờ mình muốn cài đặt cái app nào mình bấm vào phiên bản sao. Giả sử Linh muốn cài đặt nhiều cái app Facebook nên sẽ bấm vào đây. Tiếp tục Linh lại muốn thêm một cái tài khoản Zalo nữa, Linh sẽ bấm vào thêm bạn sao. Mọi người thêm một tài khoản nữa thì mọi người cứ bấm thêm bạn sao vào. Mọi người sẽ cài đặt. Rất chi là dễ. Có một điều lưu ý ở đây nữa. Nếu như ai mà chỉ cần cài ha clone tầm 2-3 tài khoản Zalo á thì mình chỉ cần dùng một cái app thêm bản app clone để cài đặt thôi. Còn nếu ai mà muốn sử dụng nhiều tài khoản Zalo hay Facebook nhiều hơn trên cái điện thoại á thì bắt buộc mình phải sử dụng thêm một cái app clone nữa. Tại vì khi mà mình sử dụng nhiều cái theo kinh nghiệm thôi, khi nhiều mình sử dụng nhiều tài khoản Zalo trên một cái app này á thì nó sẽ dễ hay bị tình trạng chết bon á. Thì bây giờ để tránh trường hợp đó không xảy ra thì bây giờ mình sẽ thêm cài thêm cái app clone nữa để hỗ trợ mình nhân bản cách Zalo. Bây giờ mọi người có thể vào thêm một cái app nữa, đó là đây, mình sẽ vào cái CH Play. Mình sẽ chọn app. Dumity. Đây, mọi người thấy chưa? Mọi người chọn cài đặt tiếp. Rồi, mọi người bấm vào đây. Tương tự, mọi người muốn cài đặt thêm nhiều Facebook thì cũng bấm vào đây. Mấy ứng dụng này hoàn toàn miễn phí nhé. Rồi, đó. Nó hơi bất tiện một xíu là bị dính cái quảng cáo thôi. Còn ai không muốn dính quảng cáo thì mọi người có thể mua cái bản quyền. Thêm một cái tài khoản. Đây, bây giờ mình muốn cài thêm cái Zalo thì mình sẽ bấm vào đây. Đó. Và mình sẽ có thêm các tài khoản. Là hiện tại mình đã có 5 tài khoản Zalo và 5 tài khoản Facebook. Rồi mọi người sẽ đăng nhập và cài đặt bình thường như cái tài khoản chính nữa thôi. Rất là đơn giản. Ngoài ra, mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì, cứ comment ngay dưới video này nhé. Linh sẽ hỗ trợ giải đáp cho mọi người. Ngoài ra, Linh sẽ tặng kèm mọi người cái video hướng dẫn cách làm sao những chọn có phone bạn bè trên Zalo thì mọi người cứ comment bên dưới, Linh sẽ gửi cho mọi người luôn nhé. Video của Linh tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video khác nhé.